Thì sau khi em đến kiểm tra thì loa cũng là loa xịn nhá, cũng dùng loa xịn, đẩy vang mic cũng rất là xịn và mới, nhưng không hiểu sao tậm tịt. Và sau khi em đi kiểm tra xong thì các bác biết tại sao dây loa tậm tịt đúng không ạ? Bởi vì sử dụng dây loa cực tệ. Xin chào, chào mừng tất cả các bác đã đến với VN7. Và trong mỗi tối thứ 3 và thứ 7 chúng ta lại cùng nhau gặp nhau trong chương trình Kiến thức âm thanh căn bản. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với một chủ đề tưởng chừng như đây là một cái chủ đề rất đơn giản và hầu như chẳng ai để ý cả, nhưng nó lại là một cái thứ quyết định rất nhiều trong toàn bộ bộ dàn âm thanh của chúng ta. Đó chính là dây loa. Dây loa là một cái phụ kiện, là một cái phụ kiện mà tưởng chừng như chả ai để ý đến nó cả, nhưng nó lại là quyết định đến rất nhiều cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Tại sao mà bên em lại ra cái số dây loa và cái số dây loa này giống như kiểu như là một cái chương trình mà nó quá là dễ ợt luôn, mà tưởng chừng như là chẳng bao giờ chẳng ai gặp phải cả. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua khi bên em triển khai cái chương trình mà setup âm thanh tại nhà để hỗ trợ cho tất cả các bác ở tất cả các vùng miền ấy, thì sau khi đi về xong thì tất cả các anh em kỹ thuật và báo cáo lại thì em mới thấy rằng tưởng chừng như là không ai để ý, tưởng chừng như là ai cũng làm tốt rồi, nhưng thực tế đa phần mọi người gặp rất nhiều. Hay trong quá khứ thì bên em đi thi công một vài công trình ba mà thời gian vừa qua, nếu như các bác là theo dõi hết các series của bên em thì các bác có thể thấy rằng là một số cái công trình mà đa phần như các công trình gia đình hay là các quán karaoke mà bên em đã sử dụng những dòng loa là dây loa xịn 2.5 rồi. Tất cả dây loa thì bọn em sẽ dùng là dây 2.5. Nhưng có những công trình mà bên em gặp dùng sử dụng dây loa chất lượng rất là tệ. Và ngày hôm nay thì em cùng các bác sẽ cùng nhau tìm hiểu cái độ quan trọng của dây loa là như thế nào nhé. Trong quá khứ khi bên em đi hỗ trợ các bác mà khi không mua sản phẩm của bên em ấy ạ, thì khi bên em về xong thì bên em thấy loa xịn đấy, đẩy xịn đấy, vang mic cũng khá là ok. Nhưng mà khi em lật đằng sau bắt đầu kiểm tra dây loa thì mới thấy rằng là dây loa quá tệ. Thì nó quá tệ này nằm ở hai thứ. Một, nằm ở cái người bán dây loa ấy. Một là anh ấy không có kiến thức về âm thanh nên anh ấy bán cái dòng sản phẩm đấy cho các bác khách hàng. Hai là vì cái tâm của người bán đấy chưa tốt nên người ta bán cái dòng dây loa đấy. Chứ còn một người mà đã có một cái bộ dàn xịn rồi thì chả có lý do gì người ta bỏ thêm 100-200 nghìn hay vài trăm nghìn để mua một cái dây loa xịn cả. Và có một dòng dây loa cực tệ mà trong thời gian trước bên em đã có gặp rất nhiều. Đó là những dòng dây loa mà nó trong trong mà nó đục đục đấy ạ. Mà bên trong nó là cái lõi mà sau khi dùng một thời gian và nó bị thối cái lõi bên trong đấy. Thì cái dòng dây loa đấy cực tệ. Còn nếu cách đây không lâu thì bên em đi setup lại cho 6 phòng hát cho một anh chủ đầu tư. Và sau khi bên em hỏi thì phòng hát của anh gặp vấn đề gì để bên em hỗ trợ cho nó nhanh, thì anh bảo là phòng hát của anh thì nó tậm tịt từ lúc ngược lúc không. Thì em bảo tại sao lại tậm tịt nhỉ? Thì sau khi em đến kiểm tra thì loa cũng là loa xịn nhá, cũng dùng loa xịn, đẩy vang mic cũng rất là xịn và mới, nhưng không hiểu sao tậm tịt. Và sau khi em đi kiểm tra xong thì các bác biết tại sao dây loa tậm tịt đúng không ạ? Bởi vì sử dụng dây loa cực tệ. Và ở quán hát đó thì cái chủ đầu tư đó thường xuyên thuê một cái anh kỹ thuật làm ở cái khu vực đó, tức là anh ấy cũng bán đồ âm thanh ở đó và thường xuyên qua lại để bảo trì, để setup cái quán đó, để vận hành cho anh ấy. Và không hiểu sao thì trong phòng đó thì anh ấy lại sử dụng dây led để làm dây loa. Các bác có biết dây led không ạ? Dây led chính là dây mà chạy trong mô hình karaoke mà nó cái đèn led bé bé như này. Thì cái dây đấy nó bé bằng sợi tăm ấy, mà anh ấy dùng cái dây đấy để chạy cho hệ thống loa. Mới thấy có sợ không nào? Với cái dây đó thì làm sao nó đảm bảo được? Tại vì cái dây đấy phục vụ cho cái đèn led nó chỉ có khoảng là 0, bao nhiêu volt thôi, mà sử dụng để đánh loa full bass 30 rồi đánh cho sút thì làm sao mà nó chịu được. Vậy thì dùng dây như vậy thì cái gì sẽ là cái hỏng đầu tiên quá? Hay cách đây vài hôm trước thì khi em có setup một cái quán lao, thì cái quán nào bình thường, quán karaoke mà chúng ta đánh ở cái áp lực bình thường thôi, mình đã dùng dây 2.5 rồi, nhưng trong quán nào nó đánh áp lực rất lớn, có những lúc là đạt đỉnh điểm lên đến 110-120 decibel mà sử dụng dây loa có 1.5 thì có tải nổi không ạ? Đố các bác biết khi dùng dây loa nhỏ như vậy thì cái gì sẽ là gặp vấn đề? Muốn biết dùng dây loa không phù hợp gặp vấn đề gì thì em sẽ lấy một ví dụ này để các bác tự tìm câu trả lời nhé. Một cái ví dụ như sau để cho các bác dễ hình dung. Một anh nông dân mua một cái máy bơm đạt công suất đó là 100 lít trên 1 phút, tức là cái máy bơm đó có khả năng là bơm là 100 lít trên 1 phút. Và anh ấy cũng mua một cái cần vòi bơm để anh ấy phụt. Thì cái cần vòi bơm đó ấy, thì nó cũng phun được tối đa là 100 lít trên 1 phút. Và với đúng lý thuyết muốn khai thác được cái máy bơm đó và cái vòi đó đạt được 100 lít trên 1 phút thì anh ấy cần phải sử dụng đó chính là ống nước 2.5. Nhưng vì do tiết kiệm tiền nên anh ấy mua ống nước đó là 1.0. Và sau đó khi anh ấy lắp vào bơm thì anh ấy thấy rằng là vòi nước rất là yếu. Thì anh ấy bảo là cái máy bơm này khả năng là không ổn, không bơm được, tại sao mà tôi mua như này mà tại sao công suất lại yếu như thế này. Và sau đó là anh ấy đổ cho cái máy bơm là máy bơm quá yếu. Và sau đó anh ấy ra chiếc máy bơm có khả năng là tăng được công suất lên. Và anh ấy tăng cái công suất lên
Thì sau khi anh tăng công suất lên rồi thì vào cái vòi nước đấy nó chỉ chạy hơn được một chút thôi, chứ nó không đạt được như những gì mà anh mong muốn. Thì anh ấy không hiểu ra một điều rằng vấn đề nó nằm ở cái dây loa, cái đường kính để mà dẫn nước tới, chứ nó không phải nằm ở cái máy bơm. Thì qua cái ví dụ này thì các bác có thể biết rằng là một cái ống nó nhỏ như vậy và nó không đạt được cái tiêu chuẩn như vậy, thì cái điều gì là điều lỗi đây? Loa lỗi hay là âm ly sẽ lỗi ạ? Thì đầu tiên có phải là chính là cái máy bơm sẽ là cái rất là nóng, đúng nào? Bởi vì nó thường xuyên hoạt động ở cái mức mà công suất rất là lớn. Qua cái ví dụ này thì các bác có thể hình dung được rằng là cái độ quan trọng của dây loa là như thế nào rồi, đúng nào? Còn nhớ cách đây khá là lâu, cách đây thời gian khá là lâu về trước, thì lúc đó bản thân em thì vẫn chưa có kiến thức âm thanh quá nhiều. Thì lúc đó em mua một chiếc âm ly Jaguar của Komi, cái loại mà 203 đó. Thì lúc đó em nghe rằng là âm ly 203 với cả Bose 301 rất hợp với nhau. Thì chính vì thế nên là em mua một con Jaguar 203 với 4 quả Bose 301. Và sau đó thì em treo 4 chiếc loa đấy ở 4 góc nhà. Sau đó thì âm ly thì là Jaguar Komi là xịn rồi, loa Bose thì mua loa Bose xịn rồi. Và có một thứ mà em không thể tưởng tượng tới, em mới nghĩ rằng ở âm ly nhỏ, loa nhỏ thì thôi dùng dây loa nhỏ cũng được, để giấu đi cho nó kín, để không lộ dây loa. Và sau đó các bác biết em sử dụng dây gì không ạ? Em sử dụng dây mạng để làm dây loa. Các bác có thể biết thì trong cái lõi của dây mạng đấy thì thường nó có 8 sợi đúng không ạ? Thì 8 sợi chia ra thì là vừa khít 4 loa luôn. Và sau đó là em sử dụng dây mạng đó để sử dụng cho 4 loa, dòng ra 4 loa. Dây mạng nó bé tí như này và sau đó là em sẽ giấu đi rất khéo và loa kêu nhưng mà không ai biết rằng là dây chạy kiểu gì. Và sau đó thì em vỗ ngực tự hào bởi vì mình rất là thông minh. Nhưng mà cái sự thông minh đấy thì nó không kéo dài quá được một vài tháng. Và sau đó thì em gặp một vấn đề như sau. Thì cái điều đầu tiên em gặp phải đó chính là volume mở từ 0 đến 11 giờ thì em cảm nhận thấy được sự to nhỏ. Tức là to lên này, nhỏ xuống này, em cảm nhận thấy được. Mỗi lần mình xoáy thì mình cảm nhận thấy được cái sự to nhỏ, đúng không ạ? Nhưng từ 11 giờ trở lên thì em không cảm nhận thấy được cái sự độ lớn nó lớn hơn. Thì đến bây giờ em mới hiểu rằng là cái tải của cái dây loa đấy nó chỉ được như vậy thôi. Và tải lên thì nó giống như câu chuyện của cái máy bơm mà em vừa kể đấy ạ. Khi mà tăng công suất lên nhưng mà cái đường ống nó quá nhỏ thì làm sao mà nó có thể là chui qua vừa được cái đường ống đó, các bạn hình dung không ạ? Và lúc đó em thắc mắc rằng tại sao mà cái âm ly này chỉ vặn được 11 giờ thôi. Thì lúc đó muốn to hơn thì vặn lên thì không thấy nó to hơn. Thì không hiểu rằng tại sao là quá công suất hay là âm ly như nào, tại sao mà cứ vặn lên thì không cảm nhận thấy được gì cả. Nhưng mà từ 11 giờ trở xuống, từ 0 đến 1 giờ thì mình cảm nhận rõ được cái sự to nhỏ. Nhưng vặn quá lên thì nó không lên được. Và kết quả thì chạy hơn 1 tháng sau thì tậm tịt, kênh thì ra, kênh thì to, kênh thì nhỏ. Và lúc đó thì rất chán và sau đó là em bỏ xó cái bộ ấy luôn. Qua những cái ví dụ vừa qua các bác có thể hình dung được rằng là cái dây loa nó cần cái sự quan trọng như thế nào bởi dây loa, đúng nào? Dây loa thứ nhất là cần phải đạt được cái sự tiêu chuẩn. Vậy thì theo các bác định nghĩa thế nào đạt chuẩn đấy ạ? Thì với em thì khá là đơn giản thôi. Với các hệ thống karaoke gia đình bây giờ, từ mô hình 3 pub lao trở xuống các bác nhé, từ 3 pub lao này đến kinh doanh karaoke này đến karaoke gia đình, thì các bác sử dụng dây loa 2.5 trở lên, chứ chúng ta không nên sử dụng dây loa là 2.5 trở xuống. Còn với nhu cầu rental trở lên, đánh áp lực siêu lớn hay đánh ở một cái quãng đường rất là xa cho những cái anh mà chạy rental, thì chúng ta lại cần phải sử dụng dây loa khác. Nhưng mà từ 3 pub lao trở xuống thì chúng ta sử dụng dây loa 2.5 là được rồi. Vậy thì thế nào được gọi là dây loa 2.5? Các bác có thể ghi nhìn ở trên mác của mỗi một sợi dây thì nó đều ghi là 2 x 2.5 ở trên mỗi sợi dây ấy. Thì ở trên thị trường đa phần là sẽ có là dây 2 x 1.5 hoặc là 2 x 2.5. 2 tức là hai lõi đấy, lõi đen và lõi trắng hoặc lõi trắng và lõi đỏ đấy. Thì 1.5 và 2.5 đó là cái kích thước lõi bên trong của nó. Nhưng một thực tế thì trong thời gian vừa qua thì bên em đã có đi gặp rất nhiều công trình, cũng thấy rằng là giờ ngoài vỏ loa thì là ghi là 2 x 2.5, tức là dây loa là lõi là 2.5. Nhưng thực tế khi bóc ra đấu niêm trích thì ruột của nó lại là ruột 1.5. Nên khá là buồn với các anh kinh doanh buôn bán. Đôi khi có thể người bán thì người ta có thể không biết về cái đó, nhưng có thể cái người sản xuất thì người ta sản xuất theo yêu cầu của cái nhà phân phối thôi. Nên một số các anh em kinh doanh thì đôi khi không để ý cái đó. Thì rõ ràng khách hàng của mình bỏ tiền ra là mua dây 2.5, nhưng thực tế họ lại dùng là dây loa 1.5. Nên khi các bác mua đồ âm thanh hay mua bất cứ một sản phẩm nào đó, loa đài hay là tủ lạnh, tivi gì đó, các bác nên tìm đơn vị uy tín để các bác tìm mua, thì lúc đó cái chất lượng nó sẽ được đảm bảo hơn. Bởi vì Việt Nam của chúng ta thì nằm rất gần anh hàng xóm, đó là anh công xưởng của toàn thế giới rồi. Thì với anh hàng xóm đấy thì cứ có tiền là cái gì anh cũng sản xuất à. Và hiện tại thì bên em thì đang cung cấp hai dòng dây loa chính. Một là dòng dây loa tiêu chuẩn, hai là dòng dây loa cao cấp. Với dòng dây loa tiêu chuẩn này thì đây là dòng dây loa 2.5 nhưng là dòng dây loa tiêu chuẩn. Ở dòng dây loa này được gọi là dòng dây loa tiêu chuẩn. Tại sao được gọi là tiêu chuẩn? Bởi vì đây là dòng dây loa mà nó không phải là dòng dây loa cao cấp,
nhưng nó là dòng dây loa tiêu chuẩn và có thể hoạt động ổn định bền bỉ, và nó đúng theo cái tiêu chuẩn như em vừa nói là dây loa 2.5. Đây là dòng dây loa tiêu chuẩn. Còn cũng là dòng dây loa 2.5 nhưng mà là dòng dây loa cao cấp. Và với dòng dây loa cao cấp này là dòng dây loa nhập khẩu từ Đức về các bác nhé. Nó cũng giống như là một chiếc xe Wayanfa và một xe Vision cũng vậy. Tiêu chuẩn tức là hai con đều có thể chạy được khoảng 90-100 km/h, đúng không nào? Bởi vì sao con xe Vision cũng là tốc độ như vậy nhưng mà nó lại đắt hơn, bởi vì nó có nhiều những cái tính năng cao cấp hơn. Thì chính vì thế người ta phân khúc ra những sản phẩm, có những sản phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và có những sản phẩm là sản phẩm cao cấp. Và trước mặt các bác đây đó chính là những hệ thống dây loa mà của bên em cung cấp đến cho thời gian vừa qua, cung cấp đến cho tất cả các bác. Và đây là những dòng dây loa cao cấp và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về các bác nhé. Đó, bên em thì thường cung cấp hai dòng dây loa, một là dòng dây loa tiêu chuẩn, hai là những dòng loa dây loa cao cấp. Và những dòng dây loa cao cấp này thì nó sẽ gấp đôi những dòng dây loa thường. Ví dụ dòng dây loa thường nó tầm khoảng 40-45 nghìn một mét, nhưng với dòng dây loa nhập khẩu từ Đức về Việt Nam như thế này thì nó khoảng tầm 80 nghìn một mét. Đó, thì bên em thường vào những công trình cao cấp thì mình sẽ vào những dòng dây loa cao cấp như thế này, còn ở những công trình phổ thông thì chúng ta sẽ dùng dây loa, những dòng dây loa tiêu chuẩn. Vậy thì những dòng dây loa tiêu chuẩn và những dòng dây loa cao cấp thì nó khác nhau ở như nào? Thời gian trước thì bên em có đi theo chân một anh ấy làm một cái nhà thờ đó, và chính anh ấy là làm cái nhà thờ đó, và anh ấy sử dụng cái dây loa nhập khẩu Đức này, và cái nhà thờ đó lắp được hơn 15 năm rồi. Và sau đó thì toàn bộ sau khi mà bắt đầu vạch cái dây loa ra thì chính là cái loại dây loa nhập khẩu Đức này, và sau khi tút ra thì nó vẫn còn mới nguyên và nó vẫn có thể tái sử dụng được cho cái hệ thống loa mới này. Thì đó chính là điều đặc biệt của những dòng dây loa cao cấp. Những dòng dây loa cao cấp này thì thứ nhất là độ bền nó tốt, chống cháy tốt, và cái tiêu chuẩn, cái độ suy hao của nó hầu như cũng bằng không. Chạy xa thì rất là thoải mái, và âm ly thì lúc nào cũng mát rượi. Với những dòng dây loa chất lượng kém thì khi các bác gửi công suất ra là 100 nhưng mà khi thực tế nhận loa nhận nó chỉ nhận được khoảng 40-50% thôi. Nhưng với những dòng loa xịn như thế này thì khi các bác gửi tín hiệu là 100 thì nó có thể nhận được đến 98 và 99, thậm chí là không quá xa thì nó có thể đạt được 100% công suất. Và đó chính là những cái dây loa tiêu chuẩn và những dòng dây loa cao cấp. Và tổng kết lại như sau, sau chương trình này nếu như các bác lắp âm thanh thì các bác lên yêu cầu cái người lắp cho các bác, lắp cho các bác hệ thống dây loa là 2.5 trở lên, thì lúc đó âm ly và loa của các bác luôn ở trong tình trạng là hoạt động rất là trơn tru và rất là ngon lành. Đôi khi đừng vì những cái phụ kiện nhỏ này thì nó làm ảnh hưởng đến cả hệ thống âm thanh của chúng ta. Và sau chương trình này nếu như các bác muốn mua dây loa thì có thể liên hệ ngay với VN7. VN7 luôn cung cấp những dòng dây loa tiêu chuẩn đến cho tất cả các bác. Một là những dòng dây loa đạt tiêu chuẩn, nó đâu đó khoảng tầm 40 nghìn một mét. Còn những dòng loa cao cấp nhập khẩu từ Đức về Việt Nam thì đâu đó khoảng tầm 80 nghìn một mét, là những dòng dây loa rất là cao cấp. Đây là những cái nguyên hộp của bên em. Mỗi một cuộn này là 100 mét. Đó, các bác có thể thấy. Thì đây là những dòng dây loa này thì bên em thường vào những công trình mà yêu cầu cái sự khắt khe cao, những công trình mà cần những cái sự tiêu chuẩn cũng như là những cái bộ cao cấp. Đương nhiên thì trong gia đình các bác mà các bác có nhu cầu thì các bác vẫn có thể sử dụng bình thường. Ok, có lẽ là chương trình ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác về dây loa như vậy thôi. Hy vọng rằng sau chương trình này thì các bác đã có được cái nhìn tổng quan về hệ thống dây loa và lựa chọn cũng như là đi tìm mua những dòng dây loa phù hợp và đạt tiêu chuẩn với cái bộ dàn của mình. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết clip, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào.